ecns.cn đưa tin cho hay câu chuyện hy hữu này xảy ra tại huyện Thanh Hà, khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc, vào ngày 30 tháng 1 khi một nông dân bất ngờ phát hiện một cục vàng gần 8 kg trong lúc đang chăn gia súc trên núi. Cục vàng được người nông dân phát hiện trên núi. Ảnh ecns.cn. Rất nhiều nông dân sau đó đã đến tận nhà người nông dân may mắn này để chiêm ngưỡng cục vàng giá trị. Trước đó, các thợ mỏ tại Australia đã tìm thấy khối vàng lớn nhất trong tự nhiên với trọng lượng lên đến 72,02 kg, chiều dài nhất đạt 61 cm, trong khi chỗ rộng nhất lên đến 31 cm. Giới chuyên môn cho rằng thỏi vàng với độ nguyên chất 90% do một người phát hiện ở bang California, Mỹ có thể đạt mức từ 7,5 tới gần 10 tỷ đồng trong cuộc đấu giá. Let's Bluff Act. Why?